Hỏi, niệm làm tăng thượng có nghĩa gì? Đáp, thêm lời đây hiển thị không sanh vui đủ đối với chút phần chứng đắc thấp kém. Hỏi, ở trong kinh khác, Thế Tôn đã thuyết thử lớp ba học khác với đây. Cớ sao trong đây trước thuyết tăng thượng giới, sau thuyết tăng thượng tuệ mà chẳng phải tăng thượng tâm? Đáp, trong đây hiển thị trụ học thắng lợi do nguyên thuyết đầy, đề hiển tuệ do văn, mà thành tựu nhiếp thọ không hối hận, do đây dần dần đắc tam ma địa, tức là hiển thị tăng thượng tâm học. Như Thế Tôn thuyết, trong năm căn, căn năng thâu nhiếp lãnh thọ thủ thắng nhất, đối với những điều được nhiếp thọ là tuệ căn, bởi lẽ các bí sô thành tựu tuệ căn, cho đến năng tù định căn, như vậy cho đến thành tựu định căn nên biết đều là lực của tuệ căn. Này trong kinh đầy, Thế Tôn hiển thị tuệ căn là nhân dẫn phát tàng mà địa, cũng nhân dẫn dắt đoạn trừ phiền não, cho nên tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học đồng thời được nói đến. Hỏi, trong kinh khác thuyết tu tập ba học tiến đến viên mãn, cớ sao không thuyết tu tập tăng thượng tâm học tiến đến viên mãn? Đáp, như đã thuyết ở trước nên biết trong đây đạo lý cũng vậy. Hỏi, cớ sao trong đây chỉ thuyết trụ học thắng lợi, không thuyết trụ tuệ thắng lợi, trụ giải thoát thắng lợi? Đáp, đối với hữu tình ở trong thấp kém, nếu khuyến khích kia nắm giữ thọ trì thắng lợi, nên biết cũng tức là giáo hóa hữu tình ở trong thắng diệu khiến nhiếp thọ thắng lợi. Lại nhiếp thọ đối với hít tăng, khiến tăng tinh cẩn chân thật, có hết thảy mười chủng thắng lợi phần mình dễ hiểu, dễ có thể ngộ nhập. Vậy nên chỉ thuyết trụ học thắng lợi. Hỏi, người chưa giải thoát thì ở trong các pháp giải thoát là thủ thắng nhất. Nhân duyên nào chỉ thuyết trụ tuệ làm thượng thủ mà không thuyết trụ giải thoát làm thượng thủ? Đáp, đối với hữu tình ở trong thấp kém, khuyến khích thọ trì tánh tuệ làm thượng thủ, nên biết cũng tức là giáo hóa hữu tình ở trong thắng diệu nhiếp thọ tánh tuệ làm thượng thủ. Lại vì ở nơi giải thoát hiển thị công đức bất cộng sai biệt. Những gì gọi là công đức bất cộng sai biệt? Đó là vì ở nơi vô thường, vô thượng tuệ giải thoát ở biên thường, nên thật sự bền chắc. Hỏi, những gì gọi là trụ học thắng lợi? Đáp, như trong chỗ thi thiết các học xứ quán 10 thắng lợi, thường phòng hộ gìn giữ giới, kiên cố phòng hộ gìn giữ giới, thường thực hành, thường truyền truyền, như vậy gọi là trụ học thắng lợi. Hỏi, các cố nhiếp thọ tăng có nghĩa thế nào? Đáp, nhiếp thọ đối với tăng là cố chung, khiến tăng tình cần chân thật, tức là khiến lìa biên thọ dụng dục lạc, khiến tăng an lạc, tức là khiến lìa biên thọ dụng tự khổ hạnh. Vì khiến nhiều người kiểu trụ phạm hạnh truyền truyền tăng trưởng rộng lớn, cho đến vì các trời người khai thị có đường thiện chân chánh, tức khiến thánh giáo trưởng thời tương tục không đoạn dứt. Trong đây người chưa tịnh tín khiến được tịnh tín, người chưa nhập chánh pháp khiến được nhập chánh pháp, người đã tịnh tín khiến được tăng trưởng, người đã nhập chánh pháp khiến được thành thục, người có điều phục khiến điều phục, người phạm giới khiến khéo đuổi bỏ, người tam quý khiến trụ an lạc, người trụ tịnh giới khiến không hối hận, người ngăn phòng lậu hiện pháp khiến thuận theo hàng phục phiền não triền, người hại diệt lậu hậu pháp khiến dứt bỏ tà nguyện, tu hành phạm hạnh khiến tùy thuận vĩnh viễn đoạn tùy miên hoặc. Mười chủng thắng lợi như vậy được nhiếp làm ba, tức ba chủng đây khai triển rộng là 10. Những gì là ba? Một, khiến tăng an trụ không nhiễm ô. Hai, khiến tăng an trụ an lạc. Ba, khiến thánh giáo Phật trời thời tùy chuyển. Trong đây do bảy chủng tùy phòng hộ hiển thị an trụ không nhiễm ô và an trụ an lạc. Bảy chủng phòng hộ: một, tùy hộ kính dưỡng; hai, tùy hộ tự khổ hạnh; ba, tùy hộ tiền của gia sản thiếu thốn; bốn, tùy hộ qua lại tiếp xúc lẫn nhau; năm, tùy hộ tâm truy cầu biến đổi; sáu, tùy hộ phiền não triền; bảy, tùy hộ tà nguyện. Một cú rốt sau hiển thị thánh giáo trường thời tùy chuyển. Sao gọi là thường giữ gìn giới? Vì không xả bỏ học xứ. Sao gọi là kiên cố giữ gìn giới? Vì không hủy phạm học xứ. Sao gọi là thường thực hành? Vì không khuyết phạm học xứ. Sao gọi là thường chuyển chuyển? Vì đã khuyết phạm liền dừng dứt trở lại thành tịnh. Sao gọi là thọ học học xứ? Vì thuận theo đây tu học đầy đủ các học xứ. Người hành như vậy thường giữ gìn thi la, kiên cố giữ gìn thi la. Sau khi nghe chánh pháp, một mình ở chốn tịch tĩnh, buộc niệm tư duy, suy lượng quan sát thẳm sâu, vì muốn hướng đến cầu tăng thượng tâm tuệ, nương văn từ tu khiến sanh diệu tuệ, năng chứng đắc giải thoát. Tánh giải thoát đây khiến không thối chuyển trong việc hành pháp, nên thuyết danh là kiên cố, là quả thành trí xuất thế gian. Lại hành giả đây do được chánh niệm tự quan sát sâu, giới uẩn của ta có viên mãn chưa?
Ta ở nơi các pháp có chánh tuệ thông đạt không? Ta ở nơi giải thoát khéo chứng chưa? Như vậy chỉ nương lực giữ gìn chánh niệm, tha khởi tuệ làm thượng thủ, chứng đắc giải thoát kiên cố. Lại chánh niệm đây lược có ba chủng, hoặc nhân thuyết pháp, hoặc nương dạy trào, hoặc do quan sát nên làm không nên làm. Hỏi: Thế Tôn, thuyết giới có vô lượng chủng, đó là giới việc thiện, giới bí xô, giới cận trụ, giới tịnh lự, giới đẳng trì, giới mà bậc thánh yêu thích. Hết thảy giới như vậy, này nương giới gì mà thuyết trụ học thắng lợi? Đáp: Nương giới bí xô vì thủ thắng hơn cả. Hỏi: Thế Tôn, thuyết tuệ cũng có nhiều chủng, đó là tuệ thành tựu do văn, tuệ thành tựu do tư và tuệ thành tựu do tu. Này nương tuệ nào mà thuyết trụ tuệ làm thượng thủ? Đáp: Nương đủ cả ba tuệ. Hỏi: Thế Tôn, thuyết giải thoát cũng có nhiều chủng, đó là giải thoát thế gian, giải thoát xuất thế gian, giải thoát hữu học, giải thoát vô học, giải thoát động chuyển, giải thoát bất động, hết thảy loại như vậy. Này nương giải thoát nào mà thuyết trụ giải thoát kiên cố? Đáp: Nương giải thoát bất động xuất thế gian. Hỏi: Thế Tôn, thuyết niệm cũng có vô lượng chủng, đó là sở hữu các niệm ở nơi thân niệm trụ, ở nơi thọ niệm trụ, ở nơi tâm niệm trụ, ở nơi pháp niệm trụ, ở nơi sở tác sở thuyết đã lâu tùy niệm, ở nơi sở thọ học, thọ đọc tụng các pháp tùy niệm, dạy trào tùy niệm, nên làm không nên làm tùy niệm, Phật tùy niệm. Này trong đây nương niệm nào mà thuyết lấy niệm làm tăng thượng? Đáp: Nương nên làm không nên làm, mà quán sát tùy niệm là thủ thắng hơn cả. Năm thứ lớp bao gồm ba chủng. Thứ lớp viên mãn, tức là trước phải an trụ giới bí xô, kế nên lắng nghe lãnh thọ chánh pháp Như Lai, kế nên như lý tác ý tư duy. Người hành như vậy do thanh tịnh trì giới nên không yêu buồn hối hận, do không yêu buồn hối hận nên dần dần sanh khởi định, do tránh phương tiện thâu nhiếp trí tuệ, tránh tư duy như lý tác ý nên tăng thượng tâm học, nhanh chóng thành tựu viên mãn. Như vậy gọi là thứ lớp viên mãn, vì trước trước sau sau dần được viên mãn. Thứ lớp năng thành, do trụ học thắng lợi năng thành tựu tuệ làm thượng thủ, do tuệ làm thượng thủ năng thành tựu giải thoát kiên cố. Sao gọi là năng năng trụ học thắng lợi cho đến năng thành giải thoát kiên cố? Do niệm làm tăng thượng, gọi là thứ lớp năng thành tựu. Lại an trụ tu tập ba học nhanh chóng đắc viên mãn như vậy cũng gọi là thứ lớp năng thành tựu. Thứ lớp giải thích hay khéo dạy dàn đệ tử thành văn tất cả việc phải làm và không được làm nên gọi là đại sư. Lại năng giáo hóa dạy dẫn vô lượng chúng sanh khiến khổ được tịch diệt nên gọi là đại sư. Lại vì hàng phục trừ diệt tà uế ngoại đạo xuất hiện thế gian nên gọi là đại sư. Từ âm thanh người lắng nghe chánh pháp, lại năng khiến người lắng nghe chánh pháp nên gọi là thanh văn. Hỏi: Nhân duyên nào chỉ vì thanh văn mà thuyết trụ học thắng lợi? Đáp: Do chúng thanh văn thuận theo đó tu học, là con chân thật của chư Phật Thế Tôn. Trong đây pháp nên biết tuyên thuyết danh cú văn thân, học xứ là chỗ tuyên thuyết năm tụ quỷ phạm, đủ lần mẫn là trong đêm dài hàng trụ các pháp vô tượng như từ đối với các hữu tình. Đủ đại bi là năng nhổ bật, cứu giúp vô lượng chúng sanh vốn có nhiều pháp khổ. Nghĩa lợi vui là năng cùng chung nhiều pháp lạc với chúng sanh. Mong lợi ích là năng cùng chung vô lượng phẩm loại pháp diệu thiện với chúng sanh. Hằng bi mẫn là năng cứu chúng sanh thoát khỏi vô lượng các pháp ác bất thiện, vì khiến nhiều người kiểu trụ phạm hạnh, tức là nương dòng tộc sát đến lợi mà thuyết. Chuyển rộng thêm tức là nương chủng lại hữu tình như vậy. Sau chuyển tăng rộng mà thuyết, cho đến vì các trời người mà thuyết, tức là nương thế lực kia mà thuyết. Trong đây hiển thị Thế Tôn đại bi trùm khắp tất cả, chẳng phải một phần. Chánh thiện khai thị, tức là tánh như sở hữu và tánh tận sở hữu. Tuyên thuyết chánh pháp là đối với 12 phần giáo, lắng nghe thọ trì tìm hiểu nhậm vận, giữ gìn đọc tụng, ở chốn tịch tĩnh, tư duy chánh pháp như vậy như vậy. Năng khiến kia được lợi ích, tức là nương tăng thượng giới học mà thuyết. Như vậy năng khiến kia được an lạc, tức là không nương vào chút khổ vất vả nhỏ mà gây trở ngại khiến không tự tại hành. Như vậy năng khiến kia được lợi ích an lạc, tức là người ly dục, hành tăng thượng tâm, hành tăng thượng tuệ, khéo hành đây nên gọi là lợi ích, năng nhiều ích gọi là an lạc. Lại nữa, nếu ở xứ đây Thế Tôn khen ngợi công đức đầu đà vi diệu, đây gọi là lợi ích. Nếu ở xứ đây Thế Tôn cho thọ nhận trăm vị ăn uống, trăm ngàn y phục, đây gọi là an lạc. Nếu ở xứ đây Thế Tôn chế lập ba học, đây gọi là lợi ích an lạc. Lại thuyết, Như Lai ở trong các pháp dùng tuệ kia khéo quan sát,
Đây hoặc là lợi ích, hoặc là an lạc, hoặc là lợi ích an lạc, năng tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học mà thuyết. Trong đây có hai nhân duyên gọi là khéo quan sát. Một, vì đêm dài xuyên suốt tu tập, rõ biết hết thảy. Hai, vì tránh giác ngộ không điên đảo. Ở nơi kia khéo chứng đắc giải thoát, tức là đường tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ mà thuyết. Do hai nhân duyên gọi là khéo chứng đắc. Một, vì đến cứu cánh. Hai, pháp không hồi chuyển, pháp không thối thất. Thì là uẩn của ta không viên mãn, đầy hoặc tu tập một phần thi la, hoặc chẳng y trì thi la như vậy. Để tu tập viên mãn các thi la định địa, ta không khéo quan sát các pháp. Đây cũng do hai chủng tướng như trước nên biết. Ta ở nơi giải thoát không khéo chứng đắc, đây do hai chủng chứng như trước nên biết. Điều nên thuyết, như vậy đã thuyết, đây tổng kết điều trước đã nêu ra một cách tóm lược và phân biệt rộng. Lại nữa, do sáu chủng tướng phải nên giải thích tất cả khế kinh. Một, do biết khắp sự. Hai, do xả bỏ xa lìa ác hạnh và các phiền não tùy phiền não. Ba, do thọ học thiện hạnh. Bốn, do hành như bệnh, chế biến, tri thông đạt. Năm, do quả kia. Sáu, do mình và người lãnh thọ quả kia. Do sáu tướng đây và do tướng được kiến lập như trước, nên khéo giải thích tất cả kinh điển. Trong đây sự là quẩn giới xứ, duyên khởi niệm trụ và chánh đoạn. Quả kia đó là yểm họa, ly dục giải thoát và khắp giải thoát. Mình, người lãnh thọ quả kia, đó là ta sanh đã tận, hết thể loại như vậy, gọi là phần nhiếp thích.